Ok, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau nhá. Mà bài học này thì tôi cũng sẽ trình bày với các anh chị và các nhà đầu tư tiếp tục các cái kinh nghiệm và nguyên tắc đầu tư tiếp theo. Ok, thì nguyên tắc tiếp tục trong video này tôi cũng sẽ trình bày đó là chúng ta cần phải xác định được rủi ro và chấp nhận các rủi ro đó nếu như chúng ta đầu tư. Được chưa ạ? Chúng ta hãy nhớ rằng là rủi ro cao thì lợi nhuận cao và lợi nhuận cao thì rủi ro cao và ngược lại. Lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp, đấy là một cái quy luật nó không bao giờ thay đổi. Thị trường coin là thị trường lợi nhuận rất cao, cho nên điều ấy đồng nghĩa việc là chúng ta phải chấp nhận rủi ro cao, chúng ta mất tiền, chúng ta thua lỗ, chúng ta mất hết tiền là bình thường, đúng không ạ? Vậy thì trong bất kỳ một cái khoản đầu tư nào, kể cả đầu tư coin hay là đầu tư FO Financial hay là đầu tư King Ripple hay là đầu tư chứng khoán vân vân, thì các bạn đều phải xác định được các rủi ro. Hãy đặt các câu hỏi cho chính mình và cho những người giới thiệu cho mình, cho những nhà đầu tư đang giới thiệu cơ hội đầu tư cho mình, xem là họ đang làm như thế nào. Hãy hỏi trực tiếp họ về vấn đề rủi ro, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có bị mất tiền không? Tôi góp vốn vào tôi có lấy được tiền về không? Bao lâu thì tôi được lấy? Điều gì thì đảm bảo? Vân vân vân, đúng không ạ? Và chúng ta nhận được các câu trả lời, sau đó thì chúng ta quyết định đầu tư, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ rằng là lợi nhuận cao thì rủi ro cao, tức là khi chúng ta đã mong muốn lợi nhuận cao thì họ nói cho chúng ta các rủi ro như vậy, họ nói cho chúng ta các cái an toàn như vậy, thì nó vẫn luôn luôn có những cái rủi ro nhé. Hãy nhớ rằng là bất kỳ một khoản đầu tư nào dù an toàn nhất cũng đều có rủi ro và cũng không có gì bảo đảm tuyệt đối cả, có đúng không ạ? Ví dụ như bạn mua bảo hiểm cho bản thân là bạn mong muốn nhận được cái gì ạ? Bạn nhận được tiền về hay bạn mong muốn là mình chết thì mình không phải đóng tiền mà mình nhận được toàn bộ cái gói mình đã đầu tư, đúng không ạ? Thế thì mình muốn là hết cái thời hạn tuổi đấy mình sẽ nhận được tiền về. Đấy, nó đã bảo vệ mình trong suốt thời gian qua. Đó mới là điều chúng ta mong muốn. Thế còn nhưng mà rủi ro là gì? Chúng ta chết đi thì toàn bộ cái giá trị của hợp đồng họ sẽ trả cho chúng ta 100% mà chúng ta mới đóng có 10, 20, 30, 50 tùy. Thế trong đầu tư coin cũng vậy, trong đầu tư tất cả các khoản đầu tư cũng vậy. Dù an toàn hay không an toàn thì không bao giờ có khái niệm an toàn tuyệt đối, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy đặt câu hỏi và chúng ta xác định rủi ro và sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của chính chúng ta là với những rủi ro như thế chúng ta có chấp nhận hay không. Nếu chúng ta đã hiểu rõ và chúng ta chấp nhận thì đừng bao giờ oán trách người khác mà, đúng không ạ? Bởi vì các quyết định là của chính mình. Thậm chí vẫn là cái kênh đầu tư đấy nhưng mà tôi mời người A này người ta vào người ta thắng nhưng người B này vào lại thua. Bởi vì sao? Cái người A này họ đã vào sớm, họ đã làm quyết liệt và họ đã làm đúng những cái lời khuyên của tôi. Nhưng cái người B này họ vào sau, họ vào muộn, họ lại cứ thích táy máy một tí, đúng không ạ? Ví dụ như thị trường Forex có những người bảo là chỉ chơi theo lệnh của tôi thôi, thế nhưng mà lại thích tăng lên một tí, thích giảm đi một tí thì như thế cũng có thể chết, có đúng không ạ? Hoặc là cái người A này họ chơi financial.org ví dụ thế thì họ có thể phát triển hệ thống, họ có thể làm cái này cái kia. Còn cái người B này vào là suốt ngày lo ngay ngáy rút tiền ra rồi đi vay tiền để chơi vân vân thì nó sẽ có nhiều cái rủi ro. Đó. Thì đấy là cái việc cái kinh nghiệm thứ nhất, đấy là kinh nghiệm chúng ta phải xác định các rủi ro và chúng ta tự đưa ra cái câu trả lời là chúng ta có chấp nhận được nó hay không. Nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta làm. Mà nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta không làm, được chưa ạ? Khi chúng ta đã chấp nhận thì rủi ro xảy ra chúng ta vẫn vui vẻ và chúng ta tìm các giải pháp, tìm các giải pháp, đúng không ạ? Đừng bao giờ đổ lỗi nha, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác và cũng đừng có đổ lỗi cho chính mình, bởi vì mình đã quyết định thì mình phải cách chấp nhận các quyết định đó, đúng không ạ? Mình học cách chấp nhận và mình thừa nhận cái quyết định đó, đó là quyết định có thể là đúng đắn, đó cũng là quyết định sai lầm, đúng không ạ? Ví dụ như 3 năm trước, bây giờ tôi rủ các bạn chơi Bitcoin, các bạn sẽ nói tôi là đa cấp lừa đảo. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà ai chơi từ đấy mua để, thì bây giờ mua nhà Vinhomes, đi siêu xe hết cả rồi. Thì lại không cảm ơn, cũng không mang nửa tiền đến đưa cho tôi, không hề. Thế nhưng mà mất một tí là bắt đầu mất lòng tin là anh thế này, anh thế kia. Hãy nhớ, đúng hay sai nó còn mang tính thời điểm. 3 năm trước tôi khuyên các bạn chơi Bitcoin thì bạn nói rằng tôi lừa đảo. Nhưng năm ngoái tôi khuyên các bạn thì thấy điều đấy là rất bình thường. Mặc dù vẫn là tôi, vẫn là lời khuyên đó, vẫn là cái đồng tiền đó, có đúng không ạ? Tính thời điểm. Thế cho nên là tôi có một cái kinh nghiệm tôi thấy rằng là chúng ta không
được đổ lỗi cho người khác, bởi vì quyết định là của chính bạn, của chính nhà đầu tư, được chưa ạ? À, chúng ta có thể thận trọng tìm hiểu kỹ lưỡng, còn khi chúng ta đã đầu tư rồi thì chúng ta quyết định nó. Đấy. Chúng ta đặt ra các tình huống, các giả định, chúng ta thậm chí lập kế hoạch về đầu tư, dòng tiền quay như nào, tiền ở đâu ra. Nhá. Còn thông tin tôi cung cấp cho bạn là thông tin chính xác tuyệt đối, đúng không ạ? Nhưng phía bên trên tôi, đúng không ạ? Những thông tin tôi ghi nhận được ở trên mạng xã hội, ở trên các cái trang tin, nó cũng có thể lại lừa tôi. Bởi vì thị trường này là một thị trường tin đồn, thị trường này là một thị trường lừa lọc, đúng không ạ? Hoặc thậm chí một doanh nghiệp họ không muốn lừa đâu, nhưng mà họ đang đi đứt gánh giữa đường. Đấy. Ví dụ, đúng không ạ? Ví dụ như là mà xung đột về pháp lý. Nếu như mà cái pháp lý đấy nó chưa có, bây giờ nó xung đột. Còn có một số người là có rồi thì bây giờ bị phát hiện ra là vi phạm, đúng không ạ? Rủi ro về chính sách, rủi ro về pháp lý, rủi ro về rút vốn của các nhà đầu tư, rủi ro về thị trường nó đổ vỡ, đúng không ạ? Có nhiều các rủi ro lắm chứ không phải là ít rủi ro đâu. Thế rồi thì chúng ta cần phải đảm bảo tài sản cá nhân nha. Có một số người là dạng nghỉ việc chơi, đấy là một lựa chọn quyết định của bạn, tôi không nói đúng hay sai, đấy là quyết định của bạn. Thế nhưng mà bạn phải đặt ra tình huống là nếu như mình nghỉ việc thì tiền đâu mà tiêu, nếu như có tiền tiêu thì ok nghỉ đi. Ví dụ như là thầy Phan Anh, đúng không ạ? Thầy không cần đi làm, lương thầy 50 triệu một tháng. Được ạ, bởi vì thu nhập thụ động của thầy ấy là dạy video online, bán sách, dạy offline ở trên lớp, đúng không ạ? Đi tư vấn cho các nhà đầu tư, đi tư vấn cho các cái doanh nghiệp làm marketing, Facebook này khác, đi dạy ở cơ quan, trường đại học, thu nhập 5-60 triệu một tháng. Thầy không chết được, đúng không ạ? Một năm thầy vẫn có thể kiếm được từ 600 triệu cho đến 1 tỷ thu nhập bình thường. Thế thì thầy chết, thầy không đầu tư, thầy đầu tư hỏng thì thầy mất một năm thầy không có tiền. Thế nhưng mà thầy không chết được bởi vì thầy luôn có cái thu nhập thụ động rồi. Đấy, ý tôi là như thế. Tức là chúng ta phải đảm bảo cái an ninh về tài chính, đảm bảo về an toàn tài chính cá nhân và cho gia đình chúng ta. Vẫn quay lại cái nguyên tắc là gì ạ? Lãi suất cao thì lợi nhuận cao, đúng không ạ? Và lợi nhuận cao thì rủi ro cao. Đấy, có những người người ta sẵn sàng bỏ việc rồi người ta sẵn sàng vay thêm tiền, vay nặng lãi để người ta chơi. Và nếu như người ta may mắn cộng với lại thị trường tốt, người ta tăng được tài sản, người ta trả được hết lãi mà người ta nói là ngày xưa tôi làm gì có gì, bây giờ tôi có nhiều tiền như này, chứng tỏ là tôi đúng. Không hề sai, đúng không ạ? Không hề sai. Nó sẽ đúng với cái nhà đầu tư mà người ta mạo hiểm như vậy, vì người ta đã chấp nhận được mạo hiểm mà người ta sẵn sàng rủi ro mạo hiểm rất lớn, đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng nếu như chúng ta có cái phương pháp an toàn hơn, đúng không ạ? Chúng ta có thu nhập cho gia đình chúng ta, cho bản thân chúng ta. Đấy, chúng ta có một cái công việc như vậy mà chúng ta có một cái khoản tiền nhàn rỗi thì chúng ta chơi thì nó sẽ an tâm hơn. Đấy, thì như vậy là sẽ cái việc mà chúng ta nếu như có rủi ro xảy đến thì chúng ta vẫn có thể xoay sở. Bởi vì rất nhiều người là cũng sẽ nếu như đầu tư một cách nó thiếu kinh nghiệm hoặc là đầu tư khát máu quá, vay mượn dùng tín dụng đen vân vân thì đến lúc có vấn đề xảy ra là rất nguy hiểm, đúng không ạ? Chúng ta không còn con đường nào khác ngoài vỡ nợ, ngoài có thể những cái kịch bản nó xấu hơn nữa, đúng không ạ? Một cái ý nữa, một cái lời khuyên kinh nghiệm nữa đấy là chúng ta phải phân chia vốn tài chính và vốn nhân lực ra, được chưa ạ? Và vốn tài chính và vốn nhân lực là như nào? Tức là chúng ta có một cái khoản vốn như này, chúng ta có thể chia theo công thức là 3, 2, 5 hay là 7, 3 hay 6, 4, tùy chúng ta, 100% là chúng ta chia ra. Thì cái khoản tiền này chúng ta để chơi cái gì, khoản tiền này chúng ta để chơi cái gì, chúng ta phải rất là tách bạch ra, chơi dài hạn bao nhiêu phần trăm, chơi ngắn hạn bao nhiêu phần trăm, chơi lướt sóng bao nhiêu phần trăm, chơi ICO bao nhiêu phần trăm, đầu tư vào kênh khác bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Startup bạn có muốn đầu tư không? Financial Orc bạn có muốn đầu tư hay không? VNDC bạn muốn đầu tư hay không? King Group One bạn muốn đầu tư hay không? Mỗi thứ bạn thả vào, đúng không ạ? Hãy đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình, không bỏ trứng vào một giỏ, được chưa ạ? Đấy. Và luôn luôn đảm bảo được cái vốn tài chính cá nhân, đừng nói chung hạn chế hết sức là đi vay lãi hoặc là đi vay nặng lãi để chơi, thì như thế rất là rủi ro cho bạn, bạn chịu sức ép rất lớn. Còn nếu bạn vay mà bạn thành công thì tôi xin được chúc mừng cùng bạn, đúng không ạ? Mình có thể vay margin ở trên sàn mình thấy là cũng đã rất là tốt rồi. Đấy. Và nếu như bạn không có kinh nghiệm thì hãy tìm người có kinh nghiệm để cùng làm cùng chơi chứ đừng có tự chơi, đúng không ạ? Tôi đã tư vấn cho rất nhiều nhà đầu tư rồi. Họ thấy Bitcoin đang xuống họ mua, sau đó nó lại xuống nữa, họ không biết làm nào để thoát ra,
xong họ cứ ngồi đợi, họ cứ ngồi đợi để Bitcoin lên, nó không lên. Mua lúc 17.000 bây giờ nó 9.000 lên làm sao được? Bao giờ nó lên được 17.000? Tôi không biết. Bao giờ lên được 50.000? Tôi không hay. Nhưng liệu rằng có niềm tin lên 50.000 không? Có. Đó. Thế nhưng mà nếu như đấy là tiền nhàn rỗi của bạn thì nó không sao. Nhưng mà đấy là tiền bạn đi vay thì có thấy không ạ? Bạn chịu lãi hai lần. Một lần bạn phải trả lãi, một lần này bạn lỗ lãi hai lần. Căng thẳng lắm nhưng không đùa đâu. Đó, nhá. Vâng, tất nhiên là cần học hỏi, cần nghiên cứu, cần trò chuyện với các nhà đầu tư chuyên nghiệp rất kỹ lưỡng và nghiêm túc, bài bản trước khi chơi. Đúng không? Chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ video này. Đến 30-40 cái video như vậy, chúng ta hệ thống lại và xem là giảng viên đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức gì, những kinh nghiệm gì và những lý thuyết gì. Đó, và đồng thời từ cái bài học của giảng viên, chúng ta cần thấy thiếu cái gì nữa thì chúng ta tự học thêm, hoặc là chúng ta liên hệ với giảng viên để được hỗ trợ. Ví dụ như vậy, đấy là cái cách mà nó rất là khoa học và tích cực để chúng ta làm, đúng không ạ? Vâng, còn nếu mà chúng ta không muốn mạo hiểm hoặc là chúng ta không muốn mất tiền thì chúng ta không nên làm gì cả. Chúng ta hãy lựa chọn mua vàng, mua đồng đô la chúng ta cất, đúng không ạ? Gửi tiết kiệm thì lãi suất có 7% một năm thôi, 8% một năm thôi, tùy từng ngân hàng. Thế nhưng mà cũng có nguy cơ là mất tiền bởi vì lại gặp cái tín dụng viên nó không tử tế, đúng không ạ? Nó lại cũng rút tiền ra, nó chơi coi. Đấy là một số những cái nguyên tắc tôi tiếp tục trình bày với các bạn, được chưa ạ? Vâng, rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ còn rất nhiều những cái nguyên tắc nữa. Tôi sẽ tiếp tục trình bày với các bạn trong cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.